Thành phố Hồ Chí Minh nhận thêm 54.700 liều vaccine AstraZeneca. Theo lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, ngay trong sáng nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được 54.700 liều vaccine AstraZeneca do Bộ Y tế cấp. HCDC đã phân bổ ngay số vaccine này cho các quận huyện, thành phố Thủ Đức để không bị gián đoạn việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Vào ngày 18 tháng 9, một số lãnh đạo quận, huyện trong thành phố cho biết đã hết vaccine hoặc còn rất ít vaccine để tiêm cho người dân. Cũng theo HCDC, gần 55.000 liều vaccine AstraZeneca này không nhiều so với tốc độ tiêm vaccine của thành phố tại các quận, huyện trong một ngày. Tuy nhiên, các địa phương sẽ tự cân đối để tổ chức tiêm vaccine cho người dân. Ngoài ra, thông tin từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lô vaccine 500.000 liều Verocell nhập về từ hôm qua dự kiến sẽ mất khoảng 2 ngày kiểm định, sau đó sẽ được chuyển cho HCDC để triển khai kế hoạch tiêm chủng. Số lượng vaccine trên nằm trong kế hoạch phân bổ 8 triệu liều Verocell của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho 25 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 16 tháng 9.